tạp chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Bất kỳ chiếc loa nào cũng có thể dùng để nghe nhạc và xem phim. Tuy nhiên, tùy vào mục đích khác nhau mà hệ thống âm thanh sẽ có cách đặt loa khác nhau để tối ưu trải nghiệm. Nếu như hệ thống nghe nhạc stereo tập trung tái hiện lại sân khấu trước mắt người nghe, thì hệ thống xem phim đa kênh lại đặt người xem là trọng tâm. Đa kênh là kiểu thiết lập nhiều loa bao quanh người nghe, tái tạo lại tất cả âm thanh trên màn ảnh như thể nó diễn ra ngay xung quanh. Trước, sau, phải, trái, thậm chí là trên dưới, trong trường hợp thiết lập Atmos, càng nhiều kênh thì càng đem lại cảm giác chân thực hơn. Có thể thấy, sự xuất hiện của hệ thống đa kênh là một bước đột phá của ngành công nghiệp điện ảnh. Thế nhưng, công nghệ này không có tuổi thọ lâu như điện ảnh mà chỉ mới xuất hiện khoảng 40 năm gần đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử của hệ thống âm thanh đa kênh, một phần rất quan trọng trong lịch sử điện ảnh cũng như âm thanh. Ý tưởng sử dụng nhiều loa để tái hiện nhiều kênh âm thanh khác nhau đã có từ thập niên 40 của thế kỷ trước, thế nhưng phải gần 40 năm sau, ý tưởng này mới trở thành hiện thực. Walt Disney, cha đẻ của đế chế phim hoạt hình hùng mạnh mà chúng ta biết, là một người vĩ đại. Không chỉ giỏi kinh doanh, ông còn có tầm nhìn xuyên thời gian. Không phải ai cũng biết rằng ý tưởng để âm thanh ở bốn phía xung quanh người xem phim do chính Walt Disney đề xướng ra khi ông bắt tay vào làm bộ phim Fantasia năm 1940. Sau khi được nghe bản nhạc Flight of the Bumblebee của Rimsky-Korsakov, ông đã nảy ra ý tưởng cho bầy ong xuất hiện trên màn hình và sử dụng hiệu ứng âm thanh như thể có bầy ong thực sự ở rạp phim vậy. Mặc dù ý tưởng này không thành hiện thực, nó đã tạo ra nền móng cho các hệ thống đa kênh sau này. Sở dĩ ý tưởng của Walt Disney không thành hiện thực vì ban đầu ông định sử dụng 3 kênh audio riêng biệt với tổng cộng 54 loa. Hiển nhiên, với nguồn nhân lực cần có để lắp đặt nhiều thiết bị cùng với công nghệ chỉnh pha, EQ cho quá nhiều loa như vậy, chưa kể đến số lượng dây tín hiệu cần có cho hệ thống, Walt Disney sớm nhận ra rằng mình đang đi vào ngõ cụt và gạt bỏ ý định ngay lập tức. Gần 40 năm sau, giấc mơ của Walt Disney trở thành hiện thực khi một gã khổng lồ trong ngành công nghệ âm thanh, Dolby Laboratories, áp dụng cấu hình 5.0 với 3 kênh âm thanh đằng trước và 2 kênh âm thanh đằng sau cho bộ phim Apocalypse Now. Phần audio chính được master theo cấu hình stereo, kênh ở giữa được trích xuất từ các tín hiệu đồng pha với 2 kênh trái phải, trong khi các kênh ở đằng sau được trích xuất từ các tín hiệu lệch pha với 2 kênh trái phải. Thời điểm ấy, công nghệ này được gọi là Stereo Surround và không có kênh riêng cho các dải âm siêu trầm. Phải đến năm 1987, một kỹ sư người Pháp mới thêm loa thứ 6 phụ trách các dải trầm và hệ thống âm thanh của quán Moulin Rouge ở Paris, dù cho loa subwoofer đã manh nhà xuất hiện từ trước đó tận 20 năm. Kể từ thời điểm đó trở đi, Hollywood chính thức áp dụng các hệ thống đa kênh của cả Dolby và DTS cho mục đích mã hóa và giải mã âm thanh cho các hệ thống 5.1 và về sau là 7.1. Các rạp chiếu phim lớn sử dụng nhiều loa cho mỗi kênh đường tiếng riêng để phát tán âm thanh một cách hiệu quả, sao cho chỗ ngồi nào cũng cảm nhận được hiệu ứng âm thanh tương tự. Phần lớn nhà hát ngày nay vẫn thiết lập hệ thống âm thanh như vậy, nhiều bộ phim có thể lên đến 16 kênh đường tiếng riêng. Và rất nhanh chóng, âm thanh đa kênh cũng bắt đầu len lỏi vào các hệ thống gia đình. Những chiếc receiver thế hệ đầu tiên khá đơn giản, kết hợp giữa một mạch preamp 2 kênh với 2 mạch power amp cùng mạch radio tuner. Khi giá thành các thiết bị home video hạ xuống và trở nên dễ tiếp cận với khách hàng vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, các nhà sản xuất đã nhận ra rằng đã đến lúc đưa âm thanh đa kênh đến với người dùng. Tất nhiên, ở thời ấy, băng VHS chỉ có thể chứa được tối đa 2 kênh âm thanh. Do đó, trong các hệ thống đa kênh, cần có các bộ xử lý âm thanh để có thể chia kênh, tương thích với các hệ thống 5.1. Bộ xử lý âm thanh đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 1985 đến từ ông lớn Yamaha, có tên là DSP-1. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ DSP được áp dụng trong các sản phẩm audio. Khi đưa tín hiệu âm thanh 2 kênh vào, thiết bị có thể xử lý và tách ra thành 6 kênh âm thanh khác nhau. Không chỉ vậy, nó còn có thể thêm pha và tạo hiệu ứng âm dội để mô phỏng các môi trường khác nhau như sân vận động hay hộp đêm. Những thiết lập DSP ấy cho đến nay vẫn còn xuất hiện ở nhiều sản phẩm, không chỉ của Yamaha mà còn của các hãng khác. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh đa kênh thực sự chỉ xuất hiện khi mà một chuẩn lưu trữ mới ra đời, thay thế cho cả CD và băng VHS, đó là DVD.
khả năng lưu trữ của DVD cho phép mã hóa và lưu tới 6 kênh âm thanh riêng biệt, và quá trình xử lý digital duy nhất giờ chỉ là chuyển đổi audio bitstream sang định dạng PCM để có thể gửi tín hiệu sang vùng đáp của receiver. Giờ đây, ai cũng có thể ngồi nhà và trải nghiệm chất lượng hệ thống đa kênh không thua kém gì ở một rạp hát giá trung bình. Khác biệt lớn nhất chỉ là mức độ nén chất lượng file được áp dụng. Đối với các file audio lossless, người dùng vẫn phải chờ khá lâu. Sang đến tận năm 2006, khi Dolby True HD và DTS HD Master Audio xuất hiện, các chuẩn công nghệ này được áp dụng cho cả Blu-ray và HD DVD, và lần đầu tiên người xem có thể trải nghiệm tới 8 kênh âm thanh khác nhau. Đây chính là bước phát triển cuối cùng của hệ thống âm thanh đa kênh trước khi công nghệ âm thanh Dolby Atmos và DTS:X ra mắt vào năm 2012, đem đến một trải nghiệm thực sự khác biệt hoàn toàn. Như vậy, có thể thấy ý tưởng cho hệ thống đa kênh đã manh nha từ rất sớm, nhưng vì hạn chế về công nghệ nên phải đến hơn 40 năm sau, những ý tưởng này mới trở thành sự thật. Và khi thành hiện thực, nó đã để lại một dấu ấn sâu sắc cho cả ngành công nghiệp âm thanh cũng như điện ảnh. Chúng ta vừa tìm hiểu về lịch sử hệ thống âm thanh đa kênh. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.